Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay em sẽ review chi tiết những loại tủ điện Toshiba sản xuất tại Thái Lan, nó về Nhật ấy. Em sẽ mở hết chi tiết ra để đánh giá xem cái này nó đẹp và nó làm như là cẩn thận đến cỡ nào. Trần không có lắp, loại này thì nó có lắp đây, loại này thì có lắp. Loại này thì không lắp thì đây là những cái tủ điện này lắp cho gia đình thì rất tuyệt vời nhé, rất hợp ạ. Có cả loại tủ điện mà lắp cho nhà xưởng thì nó sẽ thêm cả cái chỗ chờ ba pha, còn ATEP này thì đi những cái nhánh một pha. Đây của nó là hãng người Toshiba sản xuất thì tại Thái Lan nhé. Con này là tổng này là 75A nhé. Thiết kế dài với lại đấy thôi chứ không có viết viết gì nha. Đó, họ thiết kế dài mới viết thôi, dài với lại đấy thôi, không có viết gì cả. Đây vẫn còn nguyên những cái sách hướng dẫn tiếng Nhật đây, nhưng mà không biết nó đọc ra. Đây là những cái thanh cực này mà không phải bằng sắt đâu nhé, không phải bằng tôn. Đây là nó bằng chất liệu, có cái thì nó màu vàng, có cái thì nó là màu trắng như này nhé. Như này em không biết nó là chất liệu bằng gì. Đó, đây là những con át tép. Thanh này nó cũng là thanh cực nhé, nó không phải là thanh này, nó là thanh cực, nó không phải bằng tôn hay là bằng, nó không phải bằng tôn hay bằng sắt hay bằng đồng, không biết là nó gì mà nó mạ màu bạc nhé. Mọi người gạt cái này lên này, gạt lên gạt xuống này, gạt lên đây á thì mới rút, mới kéo được cái ATEP này ra nhé. Đó, em sẽ kéo hết một bên ra. Một cái tủ điện này thì 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14 14 nhân 2 bằng 18 nhé. Nó là 18, nó bằng bằng 28 con ATEP nhé. Có loại nó chỉ 10 hoặc là 15 con ATEP thôi nhé. Loại đấy thì nó giá nó rẻ hơn nhé. Đó, mọi người mà về đấu thì nhờ thợ điện đấu nhé, đấu cực này này,
đấu cực này vào mấy cực này, sẽ vào được một pha nhé. Đó, mọi người cứ tháo hết ra và thời điểm tháo hết ra đấu đấu cực này, đây là điện vào nhé, ba pha vào mình đấu một con này liền với con này nhé. Đó thì hai pha nó sẽ vào đây đó, thì nó đi ra được đấu được hai pha, nó ăn ở hai bên đó. Mỗi một con át như này là nó có hai đường dây nhé. Đó, cái dây á, dây điện thì mình phải bóp cái kẹp, gọi là bóp cốt đấy ạ, bóp cốt thì mới đâm được vào đây nhá. Khi nào rút ra đâm vào thì cứ thế cắm nó vào thôi ạ. Còn đâu rút ra thì mọi người hãng gạt cái này nhá. Đó, cái ATEP này thì nó ngắt là hai dây nhá, chứ không phải là ngắt một dây nhá, nên là nó có thể đấu được 100V 200V nhá. Nó không, cái này nó không có chống giật nên là nó không cần phải đấu là 100V đâu ạ. Nên là mọi người cứ yên tâm đấu được 220V của Việt Nam đấy. Đây là con át tổng. Nếu mà đấu 3 pha vào đây á thì sẽ không đấu được đâu ạ. Con át tổng này chỉ đấu được một pha của Việt Nam, tức là một pha 2 giây đấy. Thì hai pha này đấu chung mà. Hai pha này ăn liền vào đây này. Và pha này cũng ăn liền đây này. Đó. Mọi người hãy bóp cốt cho nó đẹp nhá. Bây giờ kìm bóp cốt rất nhiều rồi. Nên là tất cả những cái thanh cực này là nó ngậm hết nhá. Đấy, em sẽ tháo hết ra nhé. Mọi người gạt cái này lên thì mới gạt ra được nhé. Họ làm rất chi là đơn giản mà lại hiện đại. Đơn giản như tinh tế, hiện đại, nhanh, gọn, đơn. Nó không nhiều dây lườm tườm. Đó. Tủ nào có như nào thì em để nguyên nhé. Em không có tháo ra lắp thêm nhé. Thế cho nên là mọi người cứ yên tâm đi, hàng của em sẽ để nguyên. Đây là em chỉ tháo ra để mọi người biết thêm chi tiết rằng nội thất bên trong của nó nhé. Đó. Đó. Tất cả là cái tủ điện này là 28 con át. Nó mọi người tháo hẳn ra như này để mà xem chi tiết đấu. Cái đằng dưới này nó là bằng tôn nhá, bằng tôn hay là bằng thép thì em không biết, nhưng mà cho lâm chân vào là nó dính. Đó. Như cái này là không phải à. Cái lâm châm này nó hút rất mạnh. Cái thanh cực này là không biết nó làm bằng chất liệu gì đâu. Đấy. Thì mọi người nhé, một cực ở giữa này mọi người tháo ra nhé. Tháo một cái cực này ra đấy ạ. Mọi người phải tháo một cái cực ở đầu này ra nhé. Mọi người cứ tháo hết ra là xem chi tiết là mình đấu với hai cực thôi. Bỏ một cái cực ngoài này chẳng hạn, hoặc bỏ cực giữa này chẳng hạn. Nó mọi người bỏ một cực này đi này, hai cực này đấu chung này, đây một pha đuôi vào đây này, còn kẹp cốt hai cái đấu chung ở đây này. Đó. Mọi người tháo hẳn ra tìm hiểu dễ hơn, thợ điện họ sẽ biết ngay thôi ạ. Đây, trong tủ nó có gì thì em để nguyên nhé, em không có bỏ ra bỏ vô nhé. Đó. Đây là chi tiết một cái tủ, còn những cái chi tiết này thì em sẽ không tháo ra bởi vì là vít của nó đã là đã đánh dấu là không được tháo ra, khi nào mình nắp thì mình tháo ra thôi ạ. Đó.
mọi người tháo một cực này ra nhé, cứ tháo hết ra là xem chi tiết ở đây này, chứ cái này đấu lối rất đơn giản thôi ạ. Mọi người có thể thử bằng bằng đồng hồ thử điện đấy đó, thì cái cực nào đi với cực nào, hai cực này nối với nhau đó thì nó sẽ là nó thành có một pha thôi đấy. Đây là chi tiết một cái tủ đấy nhé. Nó rất đơn giản thôi, nhưng mà Việt Nam chắc không dám làm cái này, hàng này đâu ạ. Việt Nam mà làm thì không bán nổi đâu, vì giá thành nó đội lên cao. Một cái tủ này á thì chiều rộng của nó là 33 nhé, tức là 3 tấc 3 đấy. Còn chiều dài của nó là 50, gọi là 50 đi, gọi là 5 tấc đấy. Miền Nam thì kêu tấc, Việt ngoài Bắc thì kêu cm. Còn cái chiều dày của nó là nó tầm 9 đến 10 phân nhé. Cái tủ này nó có thể âm tường hay là nọt tường cũng được nhé, tùy theo mọi người lấy cái phần nào, thì nhà làm muốn làm nó phẳng tường thì cho nọt hẳn vào trong nhé, còn muốn âm tường một ít thì nó chỉ có 3 đến 4 phân tầng dưới thôi ạ. Đó. Còn cái tủ này có lắp này, tháo ra thì nó cũng thế đó. Cái tủ này nó có lắp thì chi tiết thì nó cũng tương tự như cái này thôi ạ, cũng toàn là tháo gài nắp rời hết, chứ không có À, giá thành một cái tủ này thì em báo luôn nó là 1,5 triệu nhá. Còn tủ lớn thì nó là 1,7 triệu, 1,8 triệu, có cả 1,7 triệu, 1,8 triệu. Mà nếu mà ít tép ấy, ít tép ở cái hàng này á thì nó còn rẻ nữa, từ 1 triệu cho đến 1,8 triệu nhé. Ai có nhu cầu lắp thêm cái này thì em sẽ bán thêm, em bán ngoài là 160.000 thì em sẽ bán kèm theo tủ là 100.000 thôi ạ. Đó. Còn ai sẽ chuyển khoản riêng cái tủ điện này, chuyển khoản thì em sẽ bao ship hết nhé. Đó. Chuyển khoản thì em sẽ bao ship tất cả mọi miền đất nước mình nhé. Những cái thanh cực này thì nó không thể nào chập được đâu. À, cái dây này thì mọi người có thể bỏ luôn nhé. Cái dây này nó là cái dây mát đấy. Cái dây này mọi người có thể cắt bỏ luôn, dây mát đấy. Mọi người cắt bỏ luôn được, để cũng được, không thành vấn đề. Như theo em thì cắt bỏ đi. Ở cái dây mát đó. Bỏ luôn. Đây là chi tiết một cái tủ. Ai có nhu cầu về tủ ấy thì alo cho em. Nếu mà biết thêm chi tiết thì alo trực tiếp cho em. Mua hàng thì gọi số điện thoại là 0975275636, em có lưu ở dưới video. Còn phần mô tả thì có số điện thoại của em. Em là Long. Đó. Tủ điện thì em về rất nhiều đấy, đủ cung cấp cho mọi người ạ. Từ giá 1 triệu cho đến 1,8 triệu nhé. Ai cái con át tổng này đã có chống chập rồi nhé, nhưng mọi người muốn lắp thêm, nó không nhạy bằng con chống chập đâu, nhưng mà mọi người muốn lắp thêm thì em sẽ bớt giá đi, hỗ trợ giá là em bán 150 thì em bán còn bán 100 thôi, bán thêm mọi người về tự lắp nhé. Trong này nó có rất nhiều loại ạ, ai có nhu cầu loại gì thì alo cho em, nhiều tép hay ít tép này, hay là có cả loại coi như là dài mà lắp cho nhà xưởng, loại dài 80 cm, miền Nam thì kêu là 8 tấc đấy. Rồi, video em xin kết thúc tại đây ạ. Rồi, xin chào mọi người ạ.